289 Ngày 289 Vậy các bạn sao nói tiếng Trung nó tốt thế? Hãy nghe và nhắc lại. 那你们怎么说中文说得那么好? Na 你 Men 怎 么 说 中 文 说 的 那 么 好 那你们怎么说中文说得那么好? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét tước dọn dẹp. Mới lái được chí đá xảo sâu sử. Phố người Hoa, Hóa Rấn Chia. Bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm. Giữa bên hội yếu cửa đi xa thính trưa trảng. Dùng sầu chi phai xả lái. Có một số gần như đều chưa từng sử dụng qua. Yếu y xie chi hú tâu mấy sử dụng của. Đùa. Khai hoán xảo. Ngăn trên cùng. Dây sang miên y thắng. Đồ đạc khác. Chí tha đông xỉ. Y phục truyền thống. Truyền thống y phủ. Cảm giác tay rất tốt. Sấu càng hớn hảo. Còn cần cái gì? Hái suy yào sớm mà. Kiểu dáng. Khoản sự. Kể cũng phải, ngược lại cũng phải. Tao dễ sự. Kiểu này. Trở khoản. Trở khoản. Sai không thoải mái. Bù su phủ. Chất liệu vải rất mềm mại. Mẹ lèo khẩn rấu roạn. Ít nhất cần 300.000. Nguyên văn là ít nhất cần 30 vạn. Chỉ sáo yào 30 vạn. Căng thẳng à? Chín trang mà. Đi trả tiền. Chủy phủ chén. Mình trả lại bạn 300.000. Dùng trong trường hợp lịch sự. 我找您30万. Hai bạn. 你们俩. 你们两个. Trời, trời ạ. Thiên à. Thật hay giả đấy? Chân là giả đó.